Mà thằng nhóc này em nói thẳng luôn chị, nó là một thằng múa mồm nha. Em chưa bao giờ em gọi tên nó mà nó kêu em mày tao, mà thằng nhóc này nó còn nhỏ tuổi lắm anh chị, nó 30 mấy tuổi mà nó kêu những cái anh em mà lớn tuổi kêu mày tao. Mày ngon, mày ngon lắm. Mày nên nhớ cái mày tụi mày á, nên nhớ nè. Con ếch chết vì cái miệng. Dạ, lời nói đầu tiên cho đầu trọc vlog xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú anh chị. Thì mấy hôm nay em làm vụ mà của ven cái trường đó của anh chị, thì từ cái clip mà đầu tiên đến bây giờ em cũng chưa nói là chị ven thành căn thật hoặc là giả, em chỉ là một người đưa tin ha. Thì hôm nay em cũng đi mới đi Bến Tre về rất là mệt của anh chị, mới vừa chợp mắt để mà ngủ tí xíu, tại vì xuống Bến Tre hơn 100 cây số, đi về mấy trăm cây số, thì đi để mà cố tìm giúp bên với trường vượt qua cái kiếp nạn này. Thì có một vị khán giả gọi cho em nói là có một kênh YouTube tào lao nào đó nó gọi tên em của anh chị, mà thằng nhóc này á của anh chị đó, hôm nay của anh chị thấy cái đầu ấm bóng không đó, thằng nhóc này thì của anh chị biết rồi ha. Em cũng không nhắc tên tại vì có nhiều khán giả đã gọi cho em. Thật sự ra cái làm YouTube này cũng hạn chế gọi tên anh em, thì cô chú anh chị thấy khi nào mà em gọi cái tên của một cái kênh YouTube không, trừ khi thằng Phi từ ngoài thằng Phi Thiên Ân thì em chưa bao giờ em gọi tên nào. Mà thằng nhóc này em nói thẳng luôn anh chị, nó là một thằng múa mồm nha. Em chưa bao giờ em gọi tên nó mà nó kêu em mày tao, mà thằng nhóc này nó còn nhỏ tuổi lắm anh chị, nó 30 mấy tuổi mà nó kêu những cái anh em mà lớn tuổi kêu mày tao. Mày ngon, mày ngon lắm. Mày nên nhớ cái mày tụi mày á, nên nhớ nè. Con ếch chết vì cái miệng. Mai mốt tụi mày cũng sẽ giống như những người khác, mày bọn mày chưa biết chết là gì nha. Em chưa có kêu tên nó của chị mà nó kêu tên em, thằng nhóc này. Đó, thì cô chú anh chị xem cái kênh của nó thì cô chú anh chị biết rồi, nó có đời nào nó đi quay đâu anh chị. Hả? Mà nó kêu nó lên livestream nó nói gì tùm lum, thật sự em không coi clip đó đâu. Có một vị khán giả ở bên nước ngoài gọi điện nói cho em như vậy, thì gửi cái đường link qua để em vô em xem. Đó. Nó nói nó chơi gì giang hồ giang nắng thì tao chơi cái gì em không cần biết cô chú anh chị. Thằng này nhóc này em nó kêu thằng nhóc luôn, không kêu bằng anh em đúng không chị. Ngày xưa em rất là tôn trọng nó của chị, mà hôm bữa nó kêu tên em mà kêu mày tao, hay kêu thằng thằng đầu chọc thằng chọc này là được. Em quê nó chị, em nói của chị trước sau thằng này nó cũng phải chết vì cái miệng của chị. Thì cô chú anh chị hãy đợi đi à. Thì clip em đến đây em sẽ nhường lại cho khán giả của chị, tại vì em cũng không muốn là khổ nghiệp đâu. Em cũng là từ lúc mà làm quen với trường bây giờ nó cũng chị giống như cái tâm hồn em, cái tâm của em nó nhẹ nhàng đi. Và có một người bạn có một người bạn cũng mới quen biết, và người bạn đó cũng đã nói chuyện với em và chia sẻ những cái mà gọi là lời hay ý đẹp đó. Thì từ lúc đó tới giờ cái tâm em nó rất là tịnh, và cũng không còn như lúc trước, không còn giống như là gọi là sân si hay đụng chạm những anh em đó. Thì thôi em dù sao em cũng cảm ơn một người bạn ở phương xa rất là nhiều, thì em sẽ nhường lời lại cho những cái cô chú anh chị để mà góp lên tiếng nói. Thì em mời cô chú anh chị tiếp tục xem video nha. Dạ con cứ nói đi ạ. Cô nghe cái chuyện mà của cô quen và giúp cô, nước mắt cô đang khóc đó con nhé. Cô xin lỗi bên mạnh thường quân và bên vlog, cho cô xin san sẻ vài phút nha. Dạ cứ nói đi ạ. Rồi để cô mở loa lớn chút xíu. Cô để nói cho con biết, cô năm nay là đúng 70 tuổi. Ngày xưa cô cũng bị hành căn giống như quen vậy đó nha. Thì cô đã biết và hiểu những cái chuyện nó là như vậy, nhưng mà cô thấy quen với trường hết sức là đau khổ. Nhưng cô xem từ đầu lúc mà quen mà ngồi gốc cây mà hành căn mà ngồi ngoài đường đó, thì cô thấy mấy chú shipper mà lợi mà gặp quen đó mà dẫn về nhà chồng, thì cô xem từ cái lúc đầu, từ đó tới nay cô rất là xem nhiều.
nhưng mà cô không có biết cái kinh của con. Dạ. Nha, cô không thông cảm nha, cô không biết con là bao nhiêu tuổi, cô bị giờ cô quen rồi. Cô thì không phải tu nhưng mà cô có cái tâm Phật vậy thôi. Dạ. Nha. Cô năm nay đúng 70 tuổi rồi. Nhưng mà cô xin lỗi vì cô tham dự những con chuyện vừa quen trước. Dạ. Nếu cô nghĩ giờ quen đó, nó có phần căng là đúng là sự thật. Cô đứng đây cô nhìn đó, cô vì quen đó, nó có căng là của sư ông. Bây giờ cho phần căng của quen. Bây giờ cô ngày xưa cô có bị hành căng này là cô rất là hiểu. Dạ. Nha. Cho nên đó, bây giờ quen thì hết sức là rất khổ. Nhiều cái anh chị như chích rồi cả cô Thiên Ân. Không có cô Thiên Ân thì chắc không có chuyện này, mà không có sư cô thì không có chuyện này. Yeah. Cô vì cái ngày mà cô gặp cái sư cô á. Yeah. Đến mà gặp quen á, ở tại nhà thì cô lại bắt tay với quen. Rồi với mấy chú super gì đó, gì đó cô không hiểu rõ gì. Yeah. Cô người dốt. Cô nói thẳng vậy cũng nhờ là bên cộng đồng về cả mấy anh chị bên Mạnh Thường Quân cũng thông cảm. Vì cô nói sai gì cũng nhờ quan hỷ cho cô. Yeah. Đó. Thì cô thấy cô này là người sư cô. Lúc nào sư cô thì không bao giờ đụng chạm tới cái người ngoài phàm giới. Yeah. Nhưng mà sư cô này á, nói chuyện những nhiều cái câu là cô không hiểu được. Mình người tu hành, thầy sư cô thầy nào mà cử cho cô này mình đi đến làm những cái công chuyện này không, để hỏi coi cái thầy nào mà sư vào đã cho cô này đi xuống làm những cái công chuyện này, chùa nào để cho cô này xuống. Cô nhà con là đây là đưa lên cộng đồng. Yeah. Cô này cũng nói cổ là ở chùa Long An, nhưng cô ở Long An à, nhưng cô không hiểu cô này ở chùa nào. Yeah. Nó tu cái nào. Giới nào mình mặc áo cà sa vô thì không nên phạm giới những trong 8 điều. Cô chỉ giữ có 5 giới, cô giữ còn không nổi, cô này giữ 8 giới rồi. Nhưng mà tại sao cô có tham dự những công chuyện riêng tư của những người khác? Rồi cô này đi đến đâu thì có nghệ sĩ đi theo là sao? Đi tới đâu là có công an đi theo là sao? Đi đến đâu là có một ba đi theo giữ là sao? Không ngờ đây là cũng nhờ cộng đồng theo xét lên những cái công chuyện này. Cô còn phát biểu lên đó, những công chuyện gì không có cô tham dự là cô không được. Nhà cửa người ta muốn cắt thì bên Mạnh Thường Quân đã cắt cho cô, nó cô đã chặn là hết rồi. Cô cử cho một ông sư thầy xuống nữa rồi. Xuống đây nè, cô mới xem cái clip từ hồi sáng giờ. Đã kêu quen đi xuống để đi tịnh một mình em giữa đồng. Bây giờ đây, cô mới xem sáng. Rồi không cho mấy anh em mà bên mà super là lợi mà quay phim. Đó là sai là đúng. Điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai. Sư cô mà tại sao mình người tu hiền mà lại nói cái câu tục tiểu. Cô năm nay 70 tuổi, cô không bao giờ nói một cái câu gì tô tục đến của xã hội. Cô nói thì con có nghe rõ chưa? Dạ nghe hả? Mô Phật, cô cảm ơn. Cô cũng giờ cô cũng xin là nên các cộng đồng, nhà hảo tâm, quý Phật tử nên thương cho quen và chuyện bị cô nói mà cô khóc, nước mắt cô chảy ròng ròng, cô chịu không nổi. Không có hiểu cho cô nói chuyện chưa? À, vì quen á, nó rất là nhỏ tuổi, mới có 26 tuổi rồi, chưa hiểu biết gì chuyện đời hết đâu. Hôm nay 70 tuổi mà nó kêu cô chưa hiểu chưa được hết chuyện đời. Cái thứ hai nữa, nói về trường, chắc có thể là trường mắc nợ quen đó. Yeah. Đó là để giúp đỡ cho quen, mà trường không giúp đỡ cho quen chắc sư cô không biết hại quen tới cỡ nào nữa. Ông cô nói là đúng sự thật vậy. Cái thứ ba nữa, sư cô mà gì có cái quyền bí gì mà để mình kêu quen đó mà đưa đi qua Ấn Độ đi học đạo trị bệnh. Cô có một cô gạt quen để đi bán đều có, nhưng mà tâm địa cô này quá độc ác. Mô Phật, cô nói cô xin ông Phật quan hỷ cho cô này quá độc ác, tối ngày biết giờ ám hại mọi người không à. Cái thứ ba nữa, Phi Thương Ân
cái ngày mà phát tiền á để cho mà cô Sáu á với ngoại á, là cô có coi cái list đó, đưa cho cô Sáu là 100 triệu, cho ngoại quen là 22 triệu, cho quen á là 11 triệu, gửi là cô Sáu là tiền của quen. Còn hơn 100 triệu á, Vi Thiên Ân trả lời là nói trả lời đặt tiền này để giúp cho những người khác. Nhưng mà Vi Thiên Ân có phát biểu lúc trước rồi, nói là tiền này của nước ngoài gửi vô của bên mà nhà hảo tâm để cho gia đình quen, và số tiền nó giờ đem đi đâu. Rồi Vi Thiên Ân không khai báo lên. Vi Thiên Ân phát biểu lên nói là những cộng đồng có những người hết sức là ngu si. Mô Phật, cô nói Vi Thiên Ân nói rất sai, cho cả cộng đồng ngu si. Cô con có nghe cô nói rất rõ không? Dạ nghe ạ. Đó, cô muốn nói để cho con nói dùm cho các cộng đồng để nghe cho rất rõ những câu nói này. Có những người người ta san sẻ thì nên hết sức mà mình lắng tai nghe, còn này không, không lắng tai nghe để tối ngày là ám hại. Đây là Phi Thân An, do Phi Thân An giúp cô là quay lên những cái clip để là quậy cho cộng đồng rối loạn lên, chia sẻ lên không chia sẻ lại lần cho rối loạn trong cái công cuộc, thấy không? Cho nên cô mới chia sẻ với con là cái công chuyện như vậy, nên nói chuyện đó, nhờ con bây giờ cứ quay lên cộng đồng để cho Phi Thiên Ân nó nói lại. Phi Thiên Ân nó người nó ăn học rất là giỏi, mà tại sao Thiên Ân nó cho cộng đồng là rất là ngu si đó, con có hiểu chưa? Nói không ạ? Dạ Jim, để mẹ nói chuyện. Đó, thì cô chia sẻ cho con một công chuyện như vậy thôi. Đấy, cho nên cô thấy những cái chuyện mà cô hết sức bức xúc, cô bức xúc và cô nằm cô coi từ phía đến sáng, sáng tới tối. Cô vẫn theo dõi cái công chuyện mà cô rất cảm ơn ngay con. Chúc con tốt nha. Cô rất khen cô, cảm ơn con rất nhiều. Cô chia sẻ chị một số ít thôi, có gì cô điện được sao? Nha. Yeah.